chị làm món gì thật ngon với xúc xích. Được nha, let's go. Úc Hà làm mứt nữa hả? Sao Úc Hà không làm bánh gì hết trơn vậy? Đó là con nói của cháu tôi đó mọi người. Tao nói dạo gần đây mấy bà rủ rê tôi làm mứt không, rần chả ăn mứt riết rần chả ngán mọi người ơi. Rồi hôm nay á, tôi phải đền bù cho fan trung thành của tôi. Tại vì sao không nói là fan ruột của tôi đó. Tao nói tôi làm cái gì nó cũng ráng nó coi rồi ráng nó ăn. Trừ khi cái món nào dở dữ lắm thì nó mới chê thôi. Mà tôi chắc mắm là cái món này nó sẽ không chê đâu mọi người ơi. Đây là xúc xích món ruột của nó mà còn có thêm phô mai nữa. Thật u là trời, nó không mê mới lạ nha. Công thức và cách làm á thì mình sẽ ghim cụ thể trên màn hình cho cả nhà nha, mà nó dễ lắm mọi người ơi, mà làm lại rất là nhanh nữa. Nhà chị em nào mà có con nhỏ thì làm cái món này thì các bạn nhỏ sẽ rất là khoái luôn á nha. Sau khi pha sốt xong thì chị em ném vào một bên cho nó tạm tịnh dưỡng đi. Lấy cái cục phô mai kéo sợi ra cắt vuông vuông tròn tròn cho tôi nha, đừng để nguyên cục, để nguyên cục cũng được mà lâu tan thôi. Rồi bây giờ lấy một cái chảo bỏ bớt dầu đó, cái chảo hồi nãy đó bỏ bớt dầu ra. Rồi chúng ta sẽ so sót vào, thấy nó hơi cạn cạn thì chúng ta sẽ cho xúc xích vào ha. Chị em nhớ vặn lửa nhỏ trộn đều, rồi sau đó chúng ta sẽ rắc phô mai lên, đậy nắp lại và đợi phô mai tan ra nha. Sau một hồi thì phô mai của mình cũng đã tan ra rồi nè cả nhà. Hấp dẫn ghê chưa? Bây giờ để tôi quấn thử vài cái miếng phô mai lên cho các bạn xem nè. Thèm chảy nước miếng chưa chị em mình ơi? Rồi bây giờ để tôi thưởng thức xem như thế nào nha. Cái đoạn này thì chị em từ từ đừng nóng vội như mình nha, tao nó phỏng mỏ luôn nha chị em. Kéo cái sợi phô mai lên nó thơm ơi là thơm mà nó béo ơi là béo. Cái xúc xích á thì nó vừa mặn mặn ngọt ngọt cay cay rất là ngon nha chị em. Cái món này là tao nói nó bao ghiền nha chị em, đặc biệt là mấy đứa nhỏ nó mê nó lết luôn á nha quý vị. Mấy ngày Tết ăn thịt cá ngán rồi thì bây giờ mình chuyển sang cái món này cho nó lạ miệng nha. Hay hơi chào tạm biệt cả nhà đây nha, đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha.